Thì tôi chúng ta tiếp tục nghiên cứu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Cũng là đa văn đệ nhất tài. Thì già Ananda, ngài Ananda một trong những 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và việc các công đức của ngài. Chúng ta thấy được sự hiện diện vì là đa văn để nhất trí, nên sao ngài rất là thông minh, ngài rất là thông minh. Nhưng sự mến mộ của ngài đối với đạo Phật là có phải là ngài đã vì cầu đạo mà muốn xin vào tăng đoàn. Chỉ một điều duy nhất đối với ngài nên đó là ngài mến mộ tướng đẹp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta đã biết vì mến mộ tướng hảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài xin vào tăng đoàn, và cũng là người sau này dẫn dắt tăng đoàn. Cũng là dẫn dắt tăng đoàn vì sự đa văn của mình nên mới gọi là đệ nhất đa văn Ananda. Vì tất cả các lời Đức Phật dạy cho tăng chúng trong tăng đoàn thì không có ai có trí nhớ như ngài. Ngài trí nhớ như ngài vô cùng nhớ lâu. Và tất cả những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy ngài đều nhớ. Nên trong quá trình kết tiếp tập kinh điển thì ngài đã hoàn toàn. Những ai theo thờ phái của Phật giáo Nguyên Thủy thì sẽ biết được ngài Ananda là vô cùng là đa văn, và thông minh. Tôi cho rằng là thông minh với trí nhớ vô cùng cao siêu, nên ngài cũng đã chứng được quả A La Hán trong tăng độ. Quả A La Hán tăng độ sau đó thì đến Mục Kiền Liên, rồi đến Mục Kiền Liên Bồ Tát, rồi đến tiếp đó nữa thì một vài vị Bồ Tát cũng được chứng đắc quả. Nhưng mà đầu tiên là ngài Ananda là chứng đầu. Nên trên kinh đã nói cũng là đa văn để nhất trí, nhất thiết trí công đức và nhất thiết trí Như Lai hoặc các công đức về đệ nhất đa văn là sự thể hiện sự thông suốt và sự hiểu biết của một phần thu đối với việc của lý. Như vậy thì chúng ta cũng biết được chỗ này. Đa văn đệ nhất là chính là một thế. Đa văn đệ nhất là thế. Ngài rất là hiểu tâm ý của Đức Phật.
Phật. Tôi nhớ có một lần khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầm đóa hoa sen và ngửi, sau đó thì cười. Trong tăng đoàn không ai hiểu được ý nghĩa của Đức Phật, nhưng ngài A Nan đã hiểu được, nên đây gọi là nhân tiếp trí. Nhân tiếp trí, trí tờ rất là thông minh. Hôm trước, bài giảng trước tôi cũng đã nói, người thông minh chưa chắc đã có trí huệ, nhưng người có trí huệ chắc chắn là người thông minh. Như vậy thì nhất thiết trí ở đây chính là trí huệ và thế trí thông minh. Ở trong đời sống nhân gian, nếu chúng ta có trí thông minh thì chúng ta sẽ dễ dàng. Vì sao vậy? Vì chúng ta dễ dàng có thể tích lũy được các tài sản. Nếu là người không thông minh thì chắc chắn chúng ta làm rất là khó. Bởi sao vậy? Bởi vì theo quy luật, vì người thông minh thì sao? Người thông minh thì luôn tìm ra các hướng linh hoạt, sự hiện diện linh hoạt. Tôi lấy ví dụ như trong kinh doanh, chúng ta linh hoạt. Trong đầu tư, chúng ta cũng linh hoạt. Trong giao tiếp, chúng ta cũng linh hoạt. Vì vậy mà sự linh hoạt và uyển chuyển để giúp cho phần lớn đại đa số đại chúng đều được có thêm các nguồn thu nhập từ nhiều nơi khác nhau. Vì thế mà họ có cuộc sống luôn luôn được thoải mái hơn. Đa phần tôi lấy đây là tôi không đánh đầu, nhưng mà đa phần chiếm đại đa số 80%. Người thông minh thì dễ dàng hơn. Tất nhiên cũng tùy vào phúc khí, vận khí, khí vận, cũng phụ thuộc vào điều này mà trở nên tốt đẹp. Tin nên cảnh giới không chướng ngại, không chấp ngại. Đó là sự tính tâm ở việc niềm tin của chúng ta đối với tam bảo. Niềm tin của chúng ta đối với tam bảo đó là sự tính tâm, một sự không thay đổi, không đổi dời. Đó là sự không chấp ngã. Vì là không chấp ngã, thông thường những người đa văn và nhất thiết trí đều không có chấp ngã. Sự chuyển chuyển trong linh hoạt và chuyển biến trong linh hoạt luôn tạo cho được các mối quan hệ tốt đẹp. Tôi lấy ví dụ giữa người với người, các mối quan hệ tốt đẹp sẽ trở nên được trôi chảy hơn. Vì là sự linh hoạt nên được nhiều mối quan hệ hơn, và từ đó mà tạo ra một dòng kết nối vô cùng to lớn, có thêm các nguồn tài chính, động lực và niềm tin nhân dân. Mà nhất là đối với niềm tin tín tin tam bảo, những vị nào có thực sự tín tâm tin bảo, vì đó luôn luôn cảm thấy được an lạc và an nhàn. Điều đó là chắc chắn, tôi khẳng định luôn với quý vị đồng tu là điều này là hoàn toàn đúng. Khi quý vị đã có niềm tin đối với tam bảo thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn. Vì sao mà đại đa số hàng Phật tử của chúng ta rất tín tin tam bảo? Vì trong số đều thấy sự được an nhàn và an lạc, tự tại, thông dong. Đây là những cụm từ mà dùng cho chúng ta diễn tả được tâm trạng
tâm trạng và trạng thái được tốt đẹp không? Khi chúng ta có tâm trạng tốt, chúng ta sẽ trở nên các mối quan hệ của chúng ta ở mọi xung quanh đều trở nên có năng lượng và dồi dào hơn, vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có các hoạt động chấp ngã. Chúng ta không chấp ngã vào sự việc, sự vật, và từ đó mà chúng ta thể hiện của đạo, từ đó mà mình giải được thể hiện đạo giải, giải vô tướng. Công đức được như hư không, chúng ta không xem nhẹ việc tạo dựng, và chúng ta xem như nhẹ nhàng. Đó là quá trình mà chúng ta giảm bớt. Khi đời sống của người hành giả, của người xuất gia, người tu tập vân vân, thì đời sống trở nên tiểu dục vi thức, đời sống rất là không cao sang, thanh đạm, đạm bạc, ăn uống ngủ nghỉ đều đơn giản, đều giản đơn, không cầu kỳ, không xa hoa và tráng lệ. Vì thế lý giải được vì sao người tu hành dù cho tài chính của họ không có bao nhiêu, nhưng họ vẫn luôn được vui tươi và an lành. Đó là bây giờ vì sao, vì họ giảm bớt tất cả điều mà xem được tất cả mọi điều đều như hư không, đều được thật vừa trở về thực tập. Công đức ở đây được như quý như là sự là quả ngọt, là đem lại cho các phước báu của trở nên được nhiều hơn, làm cho đời sống của chúng ta trở nên trơn tru hơn. Đó là vì sao, lý giải vì sao mà chúng ta cũng cần có nhiều trên các bài giảng kinh điển ở trên chúng ta đã nói về sự từ bi và lòng thương bao la, lòng ưu ái để giúp cho chúng ta có được. Khi chúng ta có lòng từ bi rộng lượng, rộng lớn, bao la, thì chúng ta sẽ có được những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải từ bi. Sự khuyên giúp mọi người cũng là quá trình mà chúng ta thấy được sự vui và an tâm an tại tại thời điểm mà chúng ta gặp được thời điểm. Đó là cũng như thể hiện đạo giải vô tư, chúng ta thấy được sự vô tư trong phiền muộn, sự vô tư trong an nhàn, sự vô tư trong các cảnh giới, đều cảm thấy được sự không còn gì là chướng ngại. Khi đó là chúng ta cảm thấy luôn luôn được tâm an lạc và được quý như là hư không. Mà cái bài giảng trước tôi cũng đã nói cho quý vị đồng tu biết được là chúng ta thấy được là sự hiện tiền của các cảnh giới đều có thấy được sự tâm an lạc và ôn thị. Vì không vướng vào chấp ngã nên động tiến và suy tư đều giảm thiểu, từ đó mà trở nên đắc quả vị để nhập vào không đại. Nhập không đại chúng ta thấy được, để nhập vào không đại chúng ta phải được như hư không, hòa viện vào hư không. Đó là quá trình mà chúng ta còn phải đạt từng bước đi đến thành quả quả từ, thành quả và quả vị. Chúng ta phải trải qua 75 bước và 13 giai đoạn, ba giai đoạn đối với người hành giả, đối với vị hành giả. Trong đó là tất cả đều nói chung, từ tăng ni Phật tử cho tới tất cả mọi điều mà đối với bậc tu hành thì chúng ta phải hiểu chỗ này. Khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta sẽ có được những các quả vị và đạt đến liệu duyên cảnh trí. Khi đạt được lại liệu duyên cảnh trí rồi thì quý vị đã thấy được sự an nhạc.
ta cũng biết rằng trong giai đoạn quá trình mà quý vị tu tập rất là nhiều trong gai, đàn rất là nhiều trong gai và sự can trở rất nhiều, nhưng chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ vượt qua. Có nhiều vị, có nhiều nhất là tôi cũng hôn nhân và hôn thị những vị đã tu hành 60-70 năm trong ngôi chùa thực tiến này. Tôi cũng biết rằng có nhiều vị đã cao niên, có vị cũng đã tuổi cao nhân quý tấm lòng, người tu chân chính tu hành quyết tâm thì quý vị đã làm được, đã làm được trong một đời, trong một đời giữ đạo trong thành thanh danh. Sự cao quý của thanh danh là quá trình mà quý vị đã làm được. Cái vấn đề cao quý vị đã cần ăn chay trường suốt nhiều năm qua, đó là quá trình mà quý vị đã làm được ăn trường chay giúp cho cái tâm hồn quý vị trở nên sao, trở nên ưu tư hơn, không cảm thấy cuộc đời trở nên vô vị mà cảm thấy được các đồng đạo luôn luôn ở bên mình và sự gắn kết. Đó là quá trình mà tôi thấy sự hoan hỷ. Tôi cũng đờ cao những vị tự tỷ trăng ni, đờ cao tự tỷ trăng ni làm cho giúp cho quý vị tiếp thu được các nguồn kiến thức mới, đó là sự mở nhiệm màu nhiệm của các vị trị đầy nhiệt huyết, đầy sáng tạo. Tôi cũng hoan hỷ vui mừng các vị đã được đắc quả, quay dù cho đắc quả nào đi chăng nữa thì cũng đó là một sự thành tựu lớn lao mà quý vị đã đạt được. Tuy nhiên cũng có vài điều, chúng ta tuy đạt được thành quả vị rồi, chúng ta không được chợt mãn, chúng ta phải luôn luôn giữ gìn đạo thanh quy để chúng ta có thể tiếp nối theo truyền thống của tôn giáo Phật giáo của chúng ta, đỡ được đờ cao và tiếp thu các truyền thống của Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy trần đa dạy giảng dạy. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy được tất cả các công đoạn đều trải qua như vậy và cũng các thành tựu cũng đã có và chúng ta còn phải phát huy hơn nữa. Đó là quá trình mà chúng ta còn nên các điểm sáng, điểm mới cần nên lưu ý. Kính thưa quý vị đền tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi.